số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Thể hiện ATV Channel. Chương 1. Số đào hoa của Xuân Tóc Đỏ. Minh cộng Văn bằng Văn Minh. Lòng thương người của bà Phó Đoan. Lúc ấy vào độ 3 giờ chiều một ngày thứ năm, trong khu sân quần mà bên ngoài là những hàng dúi kín mít, chỉ mới có một sân hữu là được hai người Pháp dùng đến. Hai đứa trẻ nhỏ tuổi uể oải đi nhặt những quả bóng để ném cho hai người Tây, mồ hôi ướt đầm áo. Hai người này cũng chơi uể oải như những nhà thể thao bất đắc dĩ. Xanh ca, xanh xít. Những câu hô như vậy chen lẫn những tiếng bồm bộp của những quả ban bị đánh đi, như giữ nhịp cho khúc âm nhạc của mấy vạn con ve sầu. Ngoài đường, ở vệ hè, một người bán nước chanh ngồi chồm chổm trên càng xe đường nói chuyện với một bạn đồng nghiệp. Quái, thứ năm gì vắng thế? Chốc nữa họ mới lại chứ, bây giờ mới hơn 3 giờ. Từ hôm nay trở đi họ tập gấp, chắc ngày nào cũng phải luyện, chứ chả cứ thứ năm, thứ bảy hay chủ nhật. Thế à, sao biết? Mê đi, 3-4 tháng nữa Đức vua ra đây, lại còn gì? Chuyến này sẽ có cúp oai ghê, các anh các chị gọi là tập mửa mật. Trên hè, dưới bóng một cây gạo, một ông thầy số đã có tuổi ngồi bình tĩnh nhìn cái tráp nghiên mực, miếng son, ống bút với mấy lá số tử vi mẫu, thỉnh thoảng lại ngáp một cái như một nhà triết học chân chính. Cách đấy 10 bước, Xuân Tóc Đỏ ngồi tri kỷ với một chị hàng mía. Thương mại? Không, ấy là một cuộc tình duyên. Và hơn nữa, theo lối gọi của những ông làm báo, một cuộc tình duyên của bình dân. Chữ bề hoa. Là vì Xuân Tóc Đỏ cứ sấn sổ đưa tay toàn cướp giật ái tình, mà chị hàng mía thì cứ giữ chặt lấy ống quần, một thứ quần bằng lụa nội hóa mà từ khi có cuộc hội chợ tỉnh Đơ, nhà nước đã đem chế độ bảo hộ mậu dịch ra che chở cho khỏi bị sức xâm lấn của ngoại quốc. Bỏ ra nào, cứ ẩm mở mãi. Xin một tỷ thôi, khỉ lắm nữa. Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn. Thật đấy, chính truyền cũng chẳng sơn son để thờ. Nhưng này, duyên kia ai đợi mà chờ, tình kia ai tưởng mà tơ tưởng tình. Hàng đã ép bỏ mẹ ra thế này này, mua chẳng mua giúp lại chỉ được cái bộ ếm. Xuân Tóc Đỏ đứng văng lên, anh hùng mà nói dỗi. Đây không cần. Chị hàng mía lườm dài một cái, cong cớn. Không cần thì cút vào trong ấy đi, có được không? Xuân Tóc Đỏ lại cười hí hí như ngựa rồi ngồi xuống. Nói đùa đấy, chứ đây mà lại chả cần đấy thì đấy cần đấy gì đây. Thôi đi, làm bộ vừa vừa chứ. À, bán một xu nào. Ừ, đưa tiền ngay ra đây xem. Rút ở túi quần sau cái mùi xoa ra, cởi một nút buộc như một cái tai lợn ra. Xuân Tóc Đỏ đập đồng hào ván xuống thềm gạch xi măng đánh keng một cái rất oanh liệt. Trong khi chị hàng mía cầm một tấm để róc vỏ thì Xuân lại nhảy tự cổ động cho mình. Năm hào còn có hai đấy, tối hôm qua tiêu mất 3 hào. Thế bạn cẩn thận, hai hào vé đi tuần trong hí viện, rồi lại hai hào bát phở tái năm. Trời thế mới tránh chứ, công tử bột thì cũng chúa đến thế là cùng. Ây, ăn tiêu rộng như thế mới chết. Đây bảo đây về cho đây phải lo thì khỏi ăn chơi, thì đấy mãi cứ chả nghe. Chị hàng mía lạp thinh. Xuân nhồm nhòm nhai mía, lấy bã ném vào một cái cột đèn. Sau cùng nó chùi tay vào quần, đứng lên vươn vai. Chị hàng mía đưa trả hảo chín tiền thừa thì nó khoanh tay sau lưng không nhận. Bỏ họ vào túi quần, thọc tay vào. Bực mình, chị hàng để tiền dưới đất thì nó cúi xuống nhặt lấy vậy.
chả nước mẹ gì cả. Thà nồi cái cảnh đêm thu tĩnh mịch càng làm như gợi cách đa sầu. Vừa hát mấy câu cải lương Nam Kỳ, nó vừa đỏng đảnh tiến đến chỗ ông thầy số. Nó đứng nhìn ông già hồi lâu như một anh dân quê lần đầu đứng trước cái chuồng khỉ của bà bé tí, rồi nói lớn: "Xem một quẻ đây." Ông cụ tỉnh cơn ngủ gật tức khắc, lồi ngay cái bút lông gài ở tay xuống, nhanh nhẹn chẳng kém những thầy cảnh sát lúc biên phạt. Hai hào một lá, có bằng lòng thì... Một hào đấy, bói rẻ còn hơn ngồi không? Ừ, thì đặt tiền đi vậy. Thì đặt, đây không cần. Nó ngồi xuống chiếu, để lên nắp tráp hào chỉ. Ông thầy lấy giấy bản, loay hoay mài mực, nhổ hai ba bãi nước bọt vào nghiên mực, rồi cầm bút hỏi: "Ngày sinh tháng đẻ nói ra." 25 tuổi đấy bố ạ, à, tháng 10, ngày rằm, giờ gà lên chuồng. Ông thầy bò nhoài trên chiếu, trước khi viết lên giấy còn lẩm nhẩm đọc trong mồm và bấm trên ngón tay. Xuân tóc đỏ khoanh tay quanh hai đầu gối, để cầm tì lên một cổ tay. Ông thầy vừa viết vừa nói: "Tuần triệt đương đầu, kiếp không thân mệnh. Âm dương tuần triệt tại tiền, mẹ cha ắt hẳn chơi tiên thuở nào. Nếu nói đúng giờ thì số này phải bồ côi sớm." Đúng đấy, đúng. "Lúc thiếu thời thì cậu vất vả lắm." "Cá." "À, mà số này cũng không xấu lắm đâu. Công hư tí ngọ cư quan, tiếng tầm dậy khắp giang sơn một thời, sau này danh phận cũng to cơ đấy." "Được, thế bao giờ?" "Từ năm nay trở đi đã mở vận đấy." "Chưa thấy gì cả." "Cuối năm sẽ thấy." "Từ đầu năm đến giờ thì đã phát những gì?" "Đầu năm đến giờ chỉ phát sao đào hoa thôi." "Thế là thế nào?" "Nghĩa là những chuyện giai gái thì dễ ăn thua lắm." Xuân tóc đỏ vỗ tay đôm đốp như những khi nó thấy bọn quần vợt đánh được một miếng hay. Rồi nó ngậu xị: "Đúng ghê, đúng ghê. Hôm qua lúc tàn hát, đi qua ngõ Sẩm Công thì có ba bốn chị chạy ùa ra vây chung quanh, kéo tay níu áo tình bỏ mẹ ra đấy." "Xin chịu thầy." Rồi quay lại dọa chị hàng mía: "Phải biết." Rồi khẽ nói với ông thầy: "Ngày như con bé bán mía này thì cũng nước nồi đến nơi chứ có không đâu. Cụ đoán đáng đồng tiền lắm." Lúc ấy có một chiếc xe hơi hòm đầu nhọn đuôi nhọn đổ ngay trước sân quần. Cửa xe mở, một bà trạc ngoại tứ tuần mà y phục còn trai lơ hơn cả các thiếu nữ, mặt bự ra những son và phấn, tóc đen lay láy nhưng mà quăn quăn, cả người nặng ít ra cũng 70 cân, nhưng cái khăn vành dây đúng mốt hết sức thì lại nhỏ xíu và ngắn cũn có một mẫu. Một tay một cầm một cái dù nhật tí hon và một cái ví da khổng lồ, tay kia ôm một con chó bé trông kỳ dị như một con kỳ lân, bước xuống đất một cách nặng nề vất vả. Rồi đến một chàng thiếu niên cao ngẳng, đầy tết, lộ hầu, hai mắt như mắt ốc nhồi, tóc cũng uốn quăn, y phục lối du lịch, chui ở xe ra đưa tay cho một thiếu nữ mặc quần đùi trắng, tóc búi, giày cao su. Tay cắp hai cái vợt, chui ra sau cùng, cả ba đụng đỉnh vào sân. Mãi nghe đoán số, Xuân tóc đỏ không trông thấy những người ấy. Nó cứ việc cắt nghĩa mãi cái số đào hoa và hỏi dồn ông thầy: "Sau này có giàu không? Thầy chỉ dành giá hảo." "Giàu thì chả giàu, nhưng cũng phong lưu." Câu đoán ấy khiến Xuân ta nghĩ ngợi, mơ mộng. Lúc mới 9 tuổi, nó đã phải ở nhờ nhà một người bác họ, họ Thúc Bá. Bác nó nuôi nó thay đầy tớ và được cả họ khen là nuôi cháu bồ côi. Nhưng một hôm, nó bị đánh một trận và bị đuổi đi. Bác gái nó tắm, nó đã khoét một chỗ phiên nứa để nhìn. Từ đấy, thằng Xuân lấy đầu hè xó cửa làm nhà, lấy xấu ở các phố. Cá hồ Hoàn Kiếm làm cơm, nó đã bán phá xa, bán nhật trình,
làm chạy hiệu rạp hát, bán cao đan hoàn tán trên xe lửa và vài ba nghề tiểu xảo khác nữa. Ánh nắng mặt trời làm cho tóc nó đỏ như tóc tây, cảnh ngộ nó tạo nên nó một đứa hoàn toàn vô giáo dục. Tuy nó tinh quái lắm, thạo đời lắm, nó mới xin được chân nhặt bóng trong sân quần độ trong vòng một năm nay mà thôi. Nhưng nó đánh quần trống hay lắm, nên được hội viên Pháp và Nam có lòng yêu. Đừng trọng đãi một chút, mộng tưởng của nó sẽ là có ngày được oai như chim. Giao, nếu hạnh phúc, dắt đến cho nó một ông bầu. Bây giờ thì nó cam tâm yên phận là một thằng nhặt bóng. Tuy nhiên, nó cũng mừng đã tìm được cái nghề ấy. Cái nghề tuy hèn, nhưng còn có thể hy vọng được chút xanh thơm. Bán lạc, chèo xấu, câu cá, làm lính chạy cờ hiệu, những nghiệp ấy chỉ dắt đến một chỗ tắc tị. Phong trào thể thao, phong trào bình dân khiến nó nắm lúc tự kiêu tự đắc lạ lùng. Cụ trông mặt tôi mai sau có bắt được không? Ông thầy ngắm nghía cái đầu tóc đỏ, cái trán lép, cái quai hàm to, cái nhân trung dài, hai cái tai dày dặn ấy, rồi gật gù. Khá lắm, hậu vận khá lắm, chỉ tiếc cái tóc không được đen. Mẹ kiếp, chứ xưa này có mua mũ bao giờ đâu mà tóc chả đỏ. Chợt từ sân quần, có một đứa bé chạy ra gọi nó rầm lên mà rằng: "Kìa anh Xuân, không vào đi, tiểu thư đã đến đấy, không có người, anh không vào đi à?" Xuân tóc đỏ hỏi: "Tiểu thư à?" "Phải, còn Văn Minh, có cái thằng chồng ta đặt tên là Cá Kéo ấy mà. Cả con mẹ Phó Đoàn cũng đến xem, lại đòi chơi nữa." Xuân tóc đỏ đứng lên, dặn ông thầy: "Cứ viết đi, rồi chiều hay mai tôi lấy cụ nhé." "Nhớ hộ là tiền rồi. Nào, vào Kenkerban với mỹ nhân cho nó đào hoa một thể." Đi qua chị hàng mía, thằng Xuân cười tình, nháy một cái: "Au revoir nhé, mai nhé." Rồi nó chạy vào sân bên tả, là chỗ ba người kia đợi. "Lại cụ lớn ạ, lại ông, lại bà." Cặp vợ chồng Văn Minh khẽ cúi đầu đáp, nhưng bà Phó Đoan nguẩy một cái, thiếu phụ cười đưa mắt cho chồng. Người này bảo Xuân: "Bà tôi không thích kiểu cách thế." Bà Phó Đoan mắng luôn Xuân tóc đỏ: "Anh ngu lắm, cụ gì? Tôi chỉ mới đáng tuổi là mẹ anh thôi. Cụ thì ra đẻ được ra cả mẹ anh nữa kìa. Mà mẹ anh thì..." "Lại bà lớn ạ, cháu lỡ lời, bà lớn tha cho." Sau khi xin cái cơn thịnh nộ của một me tay chân chính nguôi đi rồi, Xuân cầm cái vợt chạy ngay ra phía sân bên kia. Bộp bộp, bàn bay đi bay lại. Bộ đùi trắng nõn của cô Văn Minh làm cho Xuân đánh lỗi mấy quả đầu và làm cho cô này có cái ảo tưởng là mình chơi đã cừ hơn xưa. Vẫn còn hầm hầm, bà Phó Đoan lầu nhầu: "Cái dân ăn nam ngu thật." Thiếu niên đáp: "Chị chấp cái hạng ấy làm quái gì? Dễ tôi cũng phải tập thể thao mới được, không có chả mấy lúc mà già." "Ồ, nếu thế thì Văn Minh tôi xin ký cả hai tay. Thật không hơi gì, dì thích tập thể thao, một cuộc đắc thắng của thể thao, một cuộc tiến bộ của nước Việt Nam, sự cường thịnh của nòi giống." Ông ấy nói thế một cách sốt sắng chẳng kém những người gầy gò ốm yếu, không hề tập thể thao bao giờ và chỉ xúi giục kẻ khác. Nguyên do ông ấy là một du học sinh, ông đã sang Pháp học 6-7 năm và sau về nước thì đâm ra ghét văn bằng như những du học sinh quay về tổ quốc mà không có một mảnh văn bằng nào cả. Hình như ở bên Pháp, ông là bạn thân của những nhà chính trị, đã từng làm thứ trưởng, thượng thư, văn hào, những vị có danh tiếng mà báo chí Việt Nam cũng nhắc nhõm tới. Sợ liêm phóng Secrétaire đã cắt hai viên thám tử đi dò ông. Sau 3 tháng ròng rã, hai viên thám tử chỉ thấy những hành tung bí mật của ông là hút thuốc lá Camel. Về sau ông lấy vợ giàu,
có vợ rồi, ông đặt là Văn Minh. Sở Liêm Phóng Secute lại phải một phen lo sợ, dò mãi mới biết ra rằng tên của vợ ông là Văn, của ông là Minh, thì ông đặt ngay tên là Văn Minh, tên vợ ở trên tên ông, tên ông đổi dưới cho nó có vẻ nịnh đầm, thế thôi, chứ ông chẳng phản đối, cũng chẳng cải cách quốc gia quốc tế chi chi, cũng không cả. Từ Độ được nhiều người gọi là Văn Minh, ông ta thấy cần phải chủ trương cuộc Âu hóa, thì cái tên ông mới khỏi vô nghĩa. Một cái linh hồn khỏe trong một cái xác thịt khỏe, phát minh được chân lý ấy rồi, đi đầu ông cũng hăng hái cổ động cho thể thao, vợ ông trước nhất, rồi đến những người khác. Ông không thể thao, thể dục cũng không, vì không có thì giờ. Cái chương trình Âu hóa của ông ta làm cho ông ta lúc nào cũng phải trầm tư mặc tưởng. Còn lai lịch bà Phó Đoan thì kể ra nghe cũng hay hay. Hồi đương xuân, bà đã bị một người lính Tây hiếp. Lúc bà mới ở nhà quê ra tỉnh xem hội đình chiến, sau cuộc hiếp trái phép đến ngày cuộc hiếp đúng luật, nghĩa là cuộc làm phép cưới. Người lính ấy sau thành một ông Phó Đoan, ăn ở với nhau độ 10 năm, ông Phó Đoan chết, chết chung thành với nhà nước, chết chung tình với vợ, chết như những người yêu vợ quá sức. Rồi bà lấy một ông phán trẻ được 2 năm, thì ông chồng nội hóa cũng lăn cổ ra chết. Vì lẽ chưa ai thấy bà có nhân tình, nên những ngọn lưỡi rắn độc phao rằng những ngọn lửa tình do những kẻ chim bà không được đã kêu lên. Bà bắt ông phán phải dập tắt cả. Bà chính chuyên đến nỗi chồng bà kiệt lực, cạn sức, phải trốn xuống suối vàng. Hai thiếu nữ Pháp và một thiếu niên nam vào sân. Xuân tóc đỏ nhường vợt cho đám hội viên. Một cô đầm đi vào buồng thay quần áo thì Xuân cũng biến mất. Sân quần ầm ĩ những tiếng chào hỏi cười nói, rồi những quả quần bay đi bay lại như đàn rơi bắt muỗi trên không. Một lát sau tự nhiên thấy một người Pháp nắm tóc Xuân nồi lên sành sạch ra giữa sân mà lát tát, mà xỉ vả. Mọi người xúm lại hỏi, thì ra nó bị bắt quả tang nhìn trộm một cô đầm lúc cô này thay váy để mặc quần đùi. Hội nhất định đuổi nó và không trả lương tháng ấy nữa. Lúc ấy bà Phó Đoan mới nhận ra rằng dân Việt Nam không những ngu mà còn đáng thương. Bà thở dài ngậm ngùi bảo cháu rể bà, trẻ trung ai chả có khi dại dột, tha thứ là phải, chấp làm đi thiếu niên, rõ khổ, rõ tội nghiệp, đuổi người ta như thế mà đánh.